Lê Long xin kính chào quý khán giả của đài SP10 đến với chương trình sinh hoạt cộng đồng của SP10 Boston. Thưa quý vị, chỉ còn vài tuần nữa thì người Việt Nam của chúng ta sẽ tiễn đưa chú rồng và tiếp đón một mùa xuân Quý Tỵ. Và thưa quý vị, trong chương trình của ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh được trò chuyện với ban tổ chức của hội chợ xuân Quý Tỵ. Thì trước hết xin kính mời quý vị chào quý khán giả. Dạ, chúng tôi là Nguyễn Thanh Bình, xin đại diện cho cộng đồng và ban tổ chức Tết kính chào quý vị khán thính giả của đài SP10. Quỳnh Anh xin thay mặt Tổng hội Sinh viên Việt Nam vùng Đông Bắc Hoa Kỳ xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý khán giả của đài SPTN. Và chào Vũ, xin chào Long Lê cũng như chào tất cả quý vị khán giả của đài SPTN Boston. Vâng, thưa quý vị, thì theo chúng tôi biết, không biết là chú Bình, anh Vũ và Quỳnh Anh có đồng ý hay không, nhưng mà theo như Long biết á, là đây là cái năm thứ 13 mà Tổng hội Sinh viên và cộng đồng cùng nhau phối hợp để mà tổ chức cái hội chợ xuân để chúng ta bảo tồn duy trì cái văn hóa của người Việt Nam tại hải ngoại. Thì không biết rằng là thưa chú Bình, chú là người có thể gọi là kỳ cựu nhất trong tất cả mọi người ở đây, thì thưa chú, trong những năm vừa qua, những cái sinh hoạt năm vừa qua, thì trong cái hội chợ của xuân năm nay đó có những cái gì đặc biệt, và cái hội chợ xuân năm nay sẽ được tổ chức ở đâu và địa điểm như thế nào thưa chú? Kính thưa quý vị, chúng tôi xin kính mời quý đồng hương tham dự Tết Quý Tỵ sẽ được tổ chức vào thứ Bảy mùng 2 tháng 2 năm 2013 tại trường HarperPoint, tức là trường Cleveland School, nơi mà chúng ta đã tổ chức 3 năm vừa qua. Và chương trình sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hội chợ xuân sẽ bao gồm có hội chợ văn nghệ, xổ số. Nhưng mà trước tiên là chúng ta có phần khai mạc, chúng ta sẽ có lễ chào cờ đầu năm. Chúng ta sẽ có phần thờ cúng tổ tiên, có phần chúc thọ quý vị bô lão, quý vị cao niên và phần lì xì cho các em. Đó là chương trình tổng quát, cũng như phần múa lân. Đó là chương trình tổng quát cho Tết năm nay, và một chút nữa thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Vâng, thì như là cái phần mở đầu đó là cái chương trình đầu là cho hội chợ, đó là múa lân như chú Bình vừa nói đó, và khai mạc. Thì kế đến thì như cái phần mà thưa quý vị, hàng năm anh Triệu Vũ đều đảm trách đến, đó là cái phần văn nghệ. Thì không biết anh Triệu Vũ có thể cho quý khán giả biết là cái phần văn nghệ của năm nay có những cái tiết mục đặc sắc gì để có thể quý khán giả đến để cùng tham dự thưa anh? Văn nghệ năm nay thì thưa quý vị, là năm nay đặc biệt là chúng tôi có tới 3 ca sĩ đến từ California, đó là anh Giang Tử, cậu Hà Thanh Xuân cũng như là anh Philip Huy. Rồi ngoài ra thì có 4 ca sĩ local, đây là anh Hoàng Vân, Hoàng Thông, Hoàng Khết và Ngọc Diễm. Bên cạnh đó thì có những cái hội đoàn tham gia như Võ Thuật Bình Định thì tham gia về vấn đề đánh trống cũng như lọ art. Rồi bên trường ví dụ Boston College thì tham gia múa quạt. Rồi bên trường NU có quân anh ngồi đây thì sẽ tham gia múa nón. Rồi bên thiếu nhi thánh thể thì sẽ tham gia một cái traditional dance. Rồi bên Ether Group là một số sinh viên, người ta lập ra cái nhóm đó, cũng người ta cũng tham gia hàng năm, vẫn tham gia múa. Sẽ có những cái bài múa cổ truyền truyền thống, rồi xen cảnh trong đó thì dĩ nhiên là có vấn đề xổ số trong đó. Thì đó là cái chương trình tổng quát. Như vậy thì chúng ta có 3 ca sĩ từ Cali đến, thì không biết rằng là nếu mà quý khán giả, quý đồng hương đến tham dự mà họ muốn yêu cầu ca sĩ các cái nhạc, cái bài hát mà họ thích muốn, thì không biết có được hay không anh Vũ? Được, nếu quý vị cứ tự nhiên tới ngày hôm đó, quý vị lên chỉ cần quý vị thích bài nào mà không có trong cái list thì quý vị cứ nói anh Giang Tử, anh hát bài này, thì nếu mà băng nhạc với anh Giang Tử ready thì người ta sẽ hát cho quý vị, không có vấn đề, không có vấn đề gì cả. Thưa quý vị, trước cái hội chợ thì anh Triệu Vũ cũng đã vừa gửi đến quý vị cái phần văn nghệ. Nhưng mà theo Long biết, hàng năm cái chương trình văn nghệ đấy, thì dĩ nhiên là những cái quý vị mà lớn tuổi thì họ thích ngồi để mà xem, thưởng thức những cái tiết mục ca hát múa. Nhưng mà các em nhỏ thì lại khác, các em nhỏ thì lại linh động hơn, chạy lui chạy tới. Thì không biết rằng là cái phần hội chợ năm nay của anh có thể cho quý khán giả và các em biết là cái phần hội chợ năm nay có những cái trò chơi gì để các em đến để cùng tham gia? Dạ, kính thưa anh Long và kính thưa quý vị khán giả, thì năm nay mình tập trung vào có nhiều trò chơi trẻ em hơn. Ví dụ như là như mọi năm mình có moon bounce, mình có thú nhúng, rồi mình cũng có các trò chơi khác, ví dụ như là vẽ mặt, face painting, rồi mình có các trò chơi ví dụ như là ném lon, rồi có rất là nhiều trò như vậy. Nhưng mà đặc biệt năm nay là mình sẽ lại tổ chức cái cuộc thi vẽ cho trẻ em, thì các quý vị phụ huynh có thể dẫn con em mình tới và có sẵn dụng cụ bút chì, giấy để các em vẽ, và sau đó các vị quý vị đến tham gia hội chợ có thể bầu chọn để xem tác phẩm nào là đẹp nhất.
Dạ, và như vậy thì đặt trong trường hợp cái ngày đó mà Long đưa cháu của Long đến để đưa mà con tham gia vẽ, đưa con phải đi tìm trước á. Như vậy thì đặt trong cái trường hợp mà vẽ đẹp rồi quý đồng hương đến tham dự mà bầu chọn cái hình đó là đẹp nhất thì các em sẽ nhận được cái món quà gì? Dạ, món quà vẫn còn đây là bí mật cho nên kính mời các quý vị phụ huynh sẽ dẫn con em. Tức là đang câu khách phải không ạ? Câu khách. Vâng, và thưa quý vị thì chắc chắn như Quỳnh Anh vừa nói là chúng ta có các cái trò chơi dành cho trẻ em mà chắc chắn sẽ không có thiếu những cái trò chơi dành cho người lớn, phải không anh Trường Vũ? Chắc anh rành hơn cái vấn đề này. Đúng rồi, dĩ nhiên là năm nào cũng dĩ nhiên là có bầu cua rồi, có những cái trò chơi, dĩ nhiên là quý vị có thể lấy vận may ngày lấy hôm vận may đầu xuân hay là vận xui cũng được. Vận may vận xui thì tùy theo quý vị. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có những cái bạn như là bầu cua, cá cọp, rồi xì giác, rồi đúng rồi. Cho người lớn. Nhưng mà như Quỳnh Anh nói là đặc biệt năm nay Đồng Hương ban tổ chức cố gắng làm nhiều cái trò chơi cho các em, cho nên quý vị cứ mang con em tới. Vậy thì chúng ta có tổng cộng là khoảng chừng bao nhiêu gian hàng thưa Quỳnh Anh để mà trong cái ngày hội chợ đó? Dạ, tới thời điểm này thì mình có khoảng 35 gian hàng rồi ạ. Dạ, thì ngoài các trò chơi trẻ em và trò chơi người lớn thì mình cũng có các bàn khác, ví dụ như là gian hàng bán hoa, rồi các gian hàng của các cơ sở thương mại, các gian hàng của các tổ chức phi lợi nhuận, dạ, và của các hội đoàn trong cộng đồng của mình nữa. Dạ. Và trong hội chợ đó thì anh Long là chúng ta cũng sẽ có gian hàng thực phẩm. Rồi nhắc đến mà các em đến vào hội chợ đó thì các em sẽ vào miễn phí cho các em mà ba phải trở xuống. Quý vị người lớn đó thì chỉ quý phụ huynh thì chỉ trả $5, tuy rằng cái chương trình năm nay thì có thể nói là phong phú hơn mỗi năm. Đó, cho nên chúng tôi thưa quý vị là mục đích là để phát triển cái nền văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Nhưng chúng tôi cũng biết là cái hội chợ năm nay tổ chức là trước cái ngày Tết của chúng ta là một tuần, thì không biết là chúng ta có những cái gian hàng bán các cái thực phẩm cũng như là các trưng bày cho cái ngày Tết không thưa chú? Năm nay chúng ta sẽ có các gian hàng thực phẩm, và như Quỳnh Anh mới trình bày, chúng ta cũng sẽ có những gian hàng bán hoa và những cái dụng cụ cần thiết cho chúng ta để chúng ta chuẩn bị mừng xuân. Do đó đó mà hội chợ nói chung, ban tổ chức Tết năm nay dự trù tạo một cái hội chợ xuân rất là đầy đủ cho đồng hương của chúng ta. Thưa quý vị, bây giờ nãy giờ thì chúng ta cũng bàn về vấn đề văn nghệ hội chợ rồi, nhưng mà một trong những cái vấn đề mà hàng năm mà chúng ta chủ Tết đó mà gặp nhiều khó khăn đó là cái vấn đề tài chính. Thì không biết là năm nay thì ban tổ chức về cái vấn đề mà chi tiêu đó thì phải dựa vào những cái phần nào thưa chú? Phần này đó thì có lẽ là nhờ Tri Vũ nhắc trình bày với đồng hương về vấn đề số. Trước khi chúng ta nói về sổ số trước đi. Ok, vấn đề sổ số thì thưa quý vị là năm nay thì trước tiên đó là chúng tôi cũng xin cho quý vị biết đó là chúng tôi chỉ có những cái phần mà có thể thu vô được là chỉ có sổ số, với lại những cái gian hàng bên hội chợ thì cũng chẳng là bao nhiêu, tại vì mỗi gian hàng chỉ có 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng là nhiều. Rồi vé vào cửa thì trẻ em là được miễn phí, còn người lớn thì 5 đồng. Và một số thương mại có thể dùng banner để mà treo mấy cái banner của, thì chỉ có khoảng chừng 200 đồng một cái. 250 thì chúng tôi phải bỏ tiền ra để làm cái banner cho người ta. Mà đặc biệt năm nay cho nên không có cái booklet, cho nên vé sổ số năm nay phải bán nhiều hơn năm ngoái, là của chúng tôi dự trù là sẽ bán khoảng 5.000 vé. Thì dĩ nhiên 5.000 vé thì quý vị có nhiều cơ hội trúng hơn, là năm nay chúng tôi có tới 6 giải, 2 giải nhất, mỗi giải 1.000 đồng, được Phở Lê sponsor, bảo trợ, và Vietnet bảo trợ mỗi cơ sở thương mại bảo trợ một giải. Và sau đó thì có một cái giải của KPC Computer là sẽ bảo trợ một cái iPad là giải nhì, là 32 gig. Cái đó cũng là đời mới, trị giá cũng khoảng chừng 600 đồng. Rồi sau đó thì có một cái system, computer system desktop á, là cái máy vi tính để bàn đó. Cái đó cũng khoảng chừng 400-500 đồng trị giá, là do cái công ty DKNT, là công ty của anh Khang, anh bảo trợ. Và cũng xin nhắc với quý vị là anh cũng bảo trợ luôn ca sĩ Giang Tử. Đó. Rồi anh còn bảo trợ thêm hai cái giải khuyến khích nữa, là mỗi giải như vậy là một cái digital Western Digital Hard Drive là 2 terabyte, thì chúng tôi có cả thể là 6 giải. Thì cái nguồn thu vô chỉ có là dựa trên những cái đó thôi, cho nên rất là mong muốn quý vị có thể giúp chúng tôi để mà mua vé sổ số đó. Như là vậy cái nguồn thu tới ngày hôm nay thì cái vấn đề vé sổ số thưa chú Bình thì nó có khả quan hay không thưa chú? Cho đến ngày hôm nay đó thì khoảng 6.000 vé số đã được gửi đến các hội đoàn, cho 25 hội đoàn trong tiểu bang đứng ra yểm trợ cho tổng hội sinh viên cũng như tổ chức cộng đồng tổ chức Tết năm nay. Do đó mà chúng tôi cũng rất mong là quý vị ủng hộ vé số nhiều.
Nhất là ngày hôm đó chúng tôi cũng vẫn còn cơ hội để bán vé số tại chỗ. Dạ, yeah, nhưng mà xin bổ sung thêm nữa là Mohegan Sun năm nay cũng sponsor cho mình, hình như là một bảo trợ cho mình một bảo trợ cho chương trình Tết năm nay có Mohegan Sun, dạ, 1.000 đồng phải không? 1.000 đồng. Dạ, yeah, thì đó là những cái bảo trợ, ngoài ra là không còn những cái chi thu nào khác. Như vậy thì đặt trong trường hợp thì cái này là em đặt trong cái trường hợp mà gọi là đường cùng bí lối quá đó. Ừ. Là thí dụ cái ngày đó bị bão tuyết chẳng hạn mà Đồng Hương lại không có đến tham dự được. Như vậy thì ban tổ chức lấy chi phí đâu mà trang trải cho cái ngày hội chợ thưa chú Bình? À, vâng, thì như chúng tôi có cơ hội làm việc với Tổng hội trong 13 năm qua thì mỗi năm chúng tôi dành 20% cái số tiền lời của năm trước đó cho Tết các năm sau. Do đó mà trong trường hợp đối đế như Long Lê vừa trình bày đó thì chúng tôi sẽ dùng cái tiền quỹ Tết đã được để dành của những chúng năm trước. Chúng ta có cái ngân khoản, có riêng, cái ngân khoản Tết, riêng cho Tết. Nghĩa là mỗi năm tổ chức mình bỏ 20% vô đó. Nhưng mà cũng xin nói luôn cái phần là nếu như mà nó có tiền lời đó thì chúng tôi lại dùng cái số tiền đó bỏ 20% vô lại cái quỹ Tết cho những năm tới, và cái số tiền còn lại sẽ chia cho một phần cho bên Tổng hội Sinh viên Việt Nam để người ta lo sinh hoạt cũng như là phát học bổng cho các em học sinh. Thì quý vị có thể liên lạc bên Tổng hội Sinh viên để apply cái học bổng đó, rồi phần còn lại thì để cho tổ chức cộng đồng sinh hoạt trong năm dỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4 hay là volleyball hay là tất cả những cái sinh hoạt gì trong năm của cộng đồng. Trở lại với Tổng hội Sinh viên thì xin Quỳnh Anh có thể chia sẻ thêm cho quý khán giả biết là thí dụ đặc biệt là cái mùa này là mùa các em bắt đầu đi học rồi thì các em lại làm sao có cái thời gian, tranh thủ cái thời gian để mà đóng góp những cái tiết mục văn nghệ cũng như là các tham gia các cái sinh hoạt cộng đồng, thì các em gặp những cái khó khăn gì hay không? Dạ, thì các bạn học sinh trong hội sinh viên ở trường em thì bạn nào đa số là cũng rất là bận rộn, việc học hành, việc gia đình rồi đi làm thêm. Nhưng mà các bạn đều rất là nhiệt tình khi mà tham gia chương trình văn nghệ của hội chợ Tết. Vì đây là dịp mà để mình có thể mừng năm mới và cũng giữ gìn những cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương mình nữa. Cho nên dù là các bạn có nhiều bạn rất là bận rộn hoặc là vừa mới nghỉ winter break xong tụi em không có thời gian để tập luyện, nhưng mà khi vừa mới quay lại trường là cũng tranh thủ gặp gỡ nhau rồi để tập luyện để chuẩn bị sẵn sàng cho hội chợ Tết. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin kính mời quý đồng hương đến tham dự Tết và đặc biệt đưa con em quý vị đến tham dự đông đảo, bởi vì mục đích của tổ chức Tết là để duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp. Và Tết một lần nữa là sẽ được tổ chức vào thứ Bảy mùng 2 tháng 2 tại địa điểm là trường Cleveland, tức là trường Harpopon, nơi mà chúng ta đã tổ chức Tết của 3 năm vừa qua, và chúng tôi sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng và chấm dứt vào 5 giờ chiều. Chúng tôi rất mong là đồng hương tham dự đông đảo cho hội chợ xuân Quý Tỵ năm nay. Again, we really hope that you would be able to spend some time to come and attend our festival on February 2nd. We have been working really hard to put this together. And, you know, on behalf of IVSA, I really hope that all of you, the young children, college students, high school students, and young professionals, please spend some time and come and celebrate our biggest holiday of the year. You know, this is a chance for us to preserve our culture and also for you to learn more about the Vietnamese, your own heritage. So again, if you want to volunteer, we do need a lot of people on the night before and the day of. So please shoot me an email at thirdinboston@gmail.com if you want to volunteer. What kind of work they can help with if they would like to start some volunteers? There are so many things to do to set up for the event. You can help decorate, you can set up on the stage and the front door at the entrance. You can be at the reception area on the day hang off the and banners. throughout mm-hmm. the day. There are so many things to do and we do need a lot of volunteers. So again, I hope that you would be either attend, you know, for a few hours or stay there and help us out volunteering. Vâng, và thưa quý vị, dĩ nhiên là Quỳnh Anh vừa trình bày để kêu gọi những cái sự tham dự cũng như là các anh chị em có thời gian thì chúng ta nên đến để mà giúp để chuẩn bị cho ngày Tết. Nhưng mà tới cái ngày Tết thưa quý vị, vì cái chỗ đậu xe của trường nó lại quá nhỏ, và hàng năm chúng ta có cái vấn đề là nhiều quý đồng hương đến tham dự nhưng mà lại không có chỗ đậu xe, thì không biết là năm nay ban tổ chức có cái giải pháp nào hay không? Thưa quý vị và Long Lê, thì dĩ nhiên quý vị cũng biết là cái chỗ đó là nằm ngay trạm Phil Corner, có nghĩa là những ai mà không có đi xe được á thì người ta có thể lấy xe T là xe bus hoặc là xe subway đi tới trạm Phil Corner, thì vừa bước ra khỏi trạm Phil Corner là tới ngay.
cái trường nằm ngay đó. Còn nếu mà ai lái xe thì có thể đậu trên Dorchester hoặc là đậu vòng vòng xung quanh đó, hoặc là quý vị có thể chạy tới ngay cái chỗ gần cái mặt McDonald đó, đối diện cái McDonald là ngay cũng trên đường Dorchester bên tay phải. Và quý vị sẽ Dorchester với lại Park Street. Rồi, là ngay cái góc đó là chúng tôi đã mượn được đậu trước cái chỗ liquor store đó, là cái chỗ đó chúng tôi đã mượn được. Thì rất là mong sự có mặt của toàn thể quý vị tới cái ngày Tết cho quý vị đồng hương có được một ngày xuân thực sự ở nơi quê người. Vâng, và xin cảm ơn Quỳnh Anh, cảm ơn chú Bình cũng như là cảm ơn anh Trường Vũ đã tranh thủ thời gian đến để cùng chia sẻ về cái ngày hội chợ xuân Quý Tỵ năm nay của Tổng hội Sinh viên và Cộng đồng Việt Nam sẽ phối hợp để tổ chức một lần nữa. Thì thưa quý vị cũng như chú Bình, anh Trường Vũ và Quỳnh Anh cũng đã trình bày rất là nhiều về những cái khó khăn, nhưng mà đặc biệt là dù có khó khăn bao nhiêu đi nữa, ban tổ chức cộng đồng và cùng 25 hội đoàn trong cộng đồng và cùng Tổng hội Sinh viên cũng đã phối hợp để mà tổ chức cái hội chợ. Thì cũng mong quý vị đến để mà cùng tham gia với chúng tôi, cùng để ủng hộ ban tổ chức cũng như là để cùng nhau vui mừng cái ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam của chúng ta. Và chúng tôi rất là mong hẹn gặp lại quý vị trong ngày thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 2 tại trường trung học Harbor Point School tại thuộc thành phố Dorchester. Một lần nữa, Lê Long xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sinh hoạt của đài truyền hình SB10 Boston. Xin cảm ơn quý vị.